Toàn bộ grama 100 triệu ủng hộ từ thiện cho trường hợp ảo không có thật. Mới đây, vì tin tưởng Quách Ngọc Tuyên, khả như và Lê Dương Bảo Lâm, một tê quy tên Kim Thoa đã chuyển khoản 100 triệu cho một trường hợp không có thật mà các idol của mình lên tiếng kêu gọi. Ngoài Kim Thoa, còn rất nhiều MT quy khác cũng đã chuyển khoản cho STK trong bài đăng. Sau khi đến bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ để xác minh, Kim Thoa nhận được phản hồi không có trường hợp nào như bài đăng các idol trên kêu gọi. Hiện Kim Thoa đang muốn ba nghị sĩ trên lên tiếng giải thích về vụ việc này. Nguyên văn lời chia sẻ của MT Quy Kim Thoa. Dạ, em chào chị Khả Như. Em là Kim Thoa, hay gọi là em Thỏ. Em là một fan của chị, rất yêu quý và luôn theo dõi chị. Sự việc này em nhắn cho chị là hôm qua chúng ta đã chuyển khoản giúp bé Thành. Dù bao nhiêu thì em nghĩ chúng ta cũng cần biết sự thật. Thu thật niềm tin mãnh liệt nhất khiến em chuyển khoản ngay một số tiền lớn để cứu bé Thành chính là ba anh chị. Một người kêu gọi, hai người ủng hộ. Và những thông tin rất rõ ràng thấm nước mắt. Em nghĩ ai đọc cũng như em. Em đã từng giúp đỡ khá nhiều tê trên hát nhưng đây là lần đầu giúp đỡ mà không đích thân đi xác minh. Chuyển khoản trước rồi mới gọi hỏi. Đặc biệt rất tin và hào hứng để giúp bé. Bởi cứu người như cứu hỏa. Em vừa hay được sự thật là bé được anh câu gọi đã mất. Em thật sự điếng người, chóng mặt, chỉ là quá thương. Sao mình không biết sớm hơn để cứu được bé? Trời ơi không lẽ vì không có tiền mà mất đi một mạng người vậy sao? Chính vì hình ảnh và video anh đăng hôm kia là quá thật. Rất đáng thương và niềm tin rất lớn của mình đến anh chị. Em nghĩ bây giờ chị như, hay anh Lâm và cả bao nhiêu anh chị khác đã từng chuyển khoản cũng hiểu cảm giác của em. Vì dù ít hay nhiều thì tất cả các mạnh thường quân không cần xác minh điều rất rất thương cháu. Em mới mạnh tay giúp đỡ, em thích nghĩ giúp người thì giúp cho chót, vì định hình sẽ đi thăm bé vì hỏi thăm nghe được cha mẹ bé nuôi bệnh 3 đến 4 tháng nay. Dịch xã bán hết đồ để nuôi, em nghĩ trong bụng mình cho tiền phẫu thuật rồi, cần hậu phẫu sau đó chăm sóc bé. Cha mẹ phải nghỉ làm thì lấy tiền đâu bé ăn phục hồi sức khỏe. Nếu chi phí ít có thể dư để mùa dịch ăn uống nhằm xoa dịu bớt đau thương. Với trong đầu em chỉ mong số tiền đủ nhanh nhất để kịp thời lên cam mổ cho sáng hôm sau. Vì lúc em thấy tin tầm 3 giờ sáng, ngày 28 tháng 2 để nếu có chuyển viện lên tuyến trên cũng đủ chi phí thật không nghĩ là sẽ đăng hình hay khoe khoang quay clip, nên lúc gọi cho anh, em không quay clip lại. Ảnh còn nói là ở bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, em quá mừng vì em ở Cần Thơ. Sáng em liên hệ đi thăm bé liền không được, nóng lòng quá vào bệnh viện hỏi thăm ngay chỉ muốn biết mình cứu kịp bé không thì bệnh viện báo không có tên bé. Em quá đau lòng và tổn thương. Tuy nhiên em mong ba anh chị liên hệ bên em để cùng nhau tìm hiểu kỹ sự việc vì không phải một mình em đặt niềm tin sai chỗ mà còn rất nhiều người. Em thấy rất rất nhiều người chuyển khoản trong đó có anh Lâm, em Quý và chị Như, đặc biệt người đứng ra là anh Tuyên. Em tin anh Tuyên ở đây anh cũng là nạn nhân. Mong chị Như cùng em làm rõ sự việc để lấy lại công bằng cho rất nhiều người như mình nữa. Và quan trọng là một cảnh báo đến những trường hợp vậy. Nếu không xã hội này sau này không còn niềm tin nữa. Em thỏ có chuyển cho bé 100 TR giờ em không biết được bé sao hết ạ, à? mà anh Tuyên đã xóa bài. Trân trọng. Hiện mạng xã hội xôn xao tranh cãi một bên cho rằng đừng tin nghệ sĩ làm từ thiện, bạn sẽ bị rắt mũi, lừa tiền. Bên còn lại cho rằng việc ủng hộ tiền của từ thiện là do bản thân bạn, bạn phải chịu trách nhiệm chính bởi quyết định là của bạn, đừng trách hay đổ lỗi khi xảy ra chuyện. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào? Cùng chia sẻ bên dưới bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.